Luyên hồng trước ngõ nhà ai, nở hoa bướm ông tình lai. Tu toa, cái cây hồng đẹp đẹp thối luôn là đẹp lắm mọi người ơi. Lại tiếp tục một buổi sáng thứ hai. Cả gia đình được nghỉ và đi ăn sáng ở nhà hàng, ở khách sạn. Như thứ hai là rất ít nhà hàng nha mọi người. Thứ hai là ngày nghỉ của các nhà hàng không ý. Nên vào nhà hàng, ở khách sạn, nhà hàng trước đây này. Khách sạn trước đây chỉ là mình bữa sáng lắm. Rồi sau đó sẽ là, sau buổi ăn sáng sẽ là một cuộc hành quân đi đúc sâm búa. Hai ngón chị. Hãy ăn món trong miếng như đây, món thịt nè. Món kiêu, kiêu. Ngắm đàn cá và chó cá ăn bình minh trước khi xuất quân đi vào thành phố lúc sâm búa. Mời mọi người cùng theo chân chị em chúng mình đi vào thành phố lúc sâm búa mọi người nhé. Vào nhà hàng Tây Ban Nha. Ở Tây Ban Nha sắm lúc sâm búa, ăn nhà hàng Tây Ban Nha. Thực ra mục đích của ngày hôm nay là cả gia đình là đi vào đi sang cái nhà hàng của Tây Ban Nha ở lúc sâm búa để ăn, để trải nghiệm các món ăn của người Tây Ban Nha và xem, nói chung là học hỏi kinh nghiệm mọi người. Thì mình mở nhà hàng thì mình cũng phải đi học hỏi kinh nghiệm, cũng giống như trước đây mình đi dài thì mình phải đi gì dơ vậy, học hỏi kinh nghiệm. Những mình làm YouTube, bây giờ mình làm YouTube thì mình cũng phải đi xem những kênh khác để học hỏi kinh nghiệm từ những kênh khác để làm được tốt hơn. Nói về có nghĩa là đi ăn nhà không phải là sáng cảnh mọi người nhé, mà lúc này là bọn mình đang đi để học hỏi kinh nghiệm của các nhà hàng để mở nhà hàng cho được là tốt. Xem cách phục vụ này, xem cách bài trí này và tất cả mọi thứ để chuẩn bị cho nhà hàng mình được tốt hơn. Và lúc này là các món ăn cũng được dọn lên mọi người nhé. Thì bọn mình cũng gọi những cái món tạp nhẹ nhàng thôi, tại vì trên dọc buổi sáng cũng đã ăn nhiều và buổi trưa cũng đã ăn rồi, đấy là ăn buổi chiều. Chủ yếu là xem các món là ăn ở đấy như thế nào, cái trình bày nói chung là mọi thứ, cho nên là bọn mình quyết định vào nhà hàng Tây Ban Nha ăn. Mời mọi người cùng thưởng thức bữa ăn tối với gia đình nhà mình nhé. This is patata brava. Chúc cả nhà ăn ngon miệng. Bon appétit. Bon appétit. Phải không? Mình thì là mặn cái, sau đấy thì bỏ những cái thứ gì vào.
Soy franceses. Mucha crema, crema, tôi đã dừng đũa. Đây. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Ben ouais, tu veux faire qu'on change de. De hein? Vì tớ đang quay phim, hai bà chị tớ ăn nhà hàng xong no quá ra đứng làm điều tàu giảng nhà. Không phải làm điều đâu, ra đứng ngắm mặt siêu xe. Này ngắm siêu xe. Ngắm hai siêu xe nào. Ở Tây Ban Nha sang Pháp làm việc và đến Luxembourg ăn nhà hàng Tây Ban Nha. Ngon chào. Cục đá, đá này đã nhân tạo. Công viên của những cục đá. Ngồi lên. À là những cái ghế ngồi đó. Trông mông mông gói này. Video hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye bye.